Đây là cái bánh khọt cây vú sữa các bạn. Thì bây giờ bên này là nó chỉ để bếp thôi ha. Đó, bên này là người ta đang làm. Này là người ta làm bằng củi các bạn. Wow. Mấy người đổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 người đổ luôn á. Nó bột rồi các bạn. Đây có hai nhân là nhân mực với nhân to rồi mấy bạn. Bây giờ chiên hai lần ha. Ủa cái này là bột gì cô ha? Bột gạo hả cô? Ta làm bằng củi các bạn. 212. Bên kia là người ta chiên sơ ha, bên này là người ta chiên lại lần hai cho nó giòn á. Đó mấy bạn, cái bên đây là người ta chiên ha, rồi mình ăn là mình ngồi bên này cho nó đỡ khói. Hồi đó là ăn rồi ở bên đó luôn, nhưng mà bây giờ là người ta cho mình ăn bên này. Tôm với bạn, bánh khọt tôm. Ở đây giống như có hai nhân thôi, là nhân tôm với lại nhân mực thôi à. Đó.